Quý khán giả đang theo dõi những hình ảnh tổng hợp của chặng 15 giải đua xe MotoGP 2019. Chặng 15 được tổ chức tại đường đua Chan International Circuit ở Thái Lan vào ngày 6 tháng 10 với tổng chiều dài đường đua là 118,4 km kéo dài trong 26 vòng đua. Chúng ta đang thấy là hình ảnh khá thú vị về Marc Marquez của Repsol Honda Team, một hình ảnh phản ánh chính xác về sức mạnh của WM93 ở mùa giải năm nay, khi anh gần như không có đối thủ trên cuộc đua đến ngôi vương MotoGP 2019. Các khán giả của môn thể thao tốc độ này đã không khỏi bất ngờ với những con số và những kỷ lục mà đương kim vô địch Marc Marquez tạo ra cho đến lúc này. Trong số 14 chặng đã diễn ra của mùa giải MotoGP 2019, WM93 của Repsol Honda Team đã có 13 lần đứng trên bục podium, trong đó có 8 lần về nhất chặng tại Rio Hondo, Jerez, Le Mans, Catalunya, Sachsenring, Brno, Misano và Aragon, và 5 lần về nhì. Đây là những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, điều đã giúp WM93 dẫn đầu trên bảng tổng sắp với khoảng cách đến 98 điểm so với người xếp sau, khi mùa giải chỉ còn 5 chặng nữa là kết thúc. Điều này đồng nghĩa nếu Marquez giành được thêm ít nhất 3 điểm ở chặng đua tại Thái Lan này, anh sẽ chính thức bảo vệ thành công chức vô địch thế giới trước 4 chặng đua. Chúng ta hãy chờ xem liệu anh có làm được điều đó tại chặng 15 này hay không. Đường đua Chan International Circuit nằm ở thị trấn Buriram, cách thủ đô Bangkok hơn 400 km về phía đông bắc, là một trong hai đường đua của khu vực Đông Nam Á sau Sepang của Malaysia được vinh dự đăng cai MotoGP. Ba vị trí xuất phát đầu tiên lần lượt là Fabio Quartararo của Petronas Yamaha SRT, Maverick Vinales của Monster Energy Yamaha MotoGP và Marc Marquez của Repsol Honda Team. Khi bước vào vị trí xuất phát đã có một sự cố diễn ra với chiếc xe của Jack Miller khiến anh phải vào khu kỹ thuật. Và chặng 15 chính thức bắt đầu. Vừa xuất phát cả ba tay đua, Quartararo, Marquez và Vinales đã tăng tốc rất nhanh và vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Họ đang tạo ra một khoảng cách lớn so với top bám đuổi phía sau. Vinales vừa ép cú phải để vượt mặt Marc Marquez, nhưng số 12 của Monster Energy Yamaha MotoGP đã không thành công. Fabio Quartararo vẫn đang dẫn đầu. Tay đua số 20 đang là một ẩn số thú vị của mùa giải năm nay khi liên tục cạnh tranh cho các vị trí trên bục podium ở những chặng đua gần đây. Một góc quay cho chúng ta thấy Marquez và Quartararo đang đi với tốc độ rất cao và WM93 đang tăng tốc để vượt mặt số 20. Nhưng không, Marquez đã âm cua quá rộng để cho Quartararo lấy lại vị trí dẫn đầu. Cú vào cua với tốc độ cao của WM93 chút nữa khiến anh bị Vinales vượt mặt. Lúc này, Marquez vẫn đang bám sát Quartararo như hình với bóng. Cuộc đua cho vị trí cao nhất trên bục podium lúc này chỉ là cuộc đua song mã giữa số 93 và số 20. Marquez đang tăng tốc, anh đang cố gắng vượt mặt Quartararo. Nhưng một lần nữa, WM93 lại vào cua bị lỗi khiến cho số 20 lấy lại vị trí dẫn đầu. Số 93 của Repsol Honda Team lại tiếp tục tăng tốc và tấn công tay đua người Pháp của Petronas Yamaha SRT. Và lần này, WM93 đã thành công. Anh đã vươn lên dẫn đầu khi chặng 15 chỉ còn một vòng đua nữa là kết thúc. Marquez đang chứng minh cho mọi người thấy ý chí kiên cường của mình khi anh đã gặp chấn thương ở ngày đua thử nhưng vẫn nén đau để có thể thi đấu ngày hôm nay. Đã là góc cua cuối cùng rồi. Quartararo đang ép cua phải và vượt mặt Marc Marquez rồi. Nhưng không, WM93 đã ngay lập tức gặt lái rất khéo để ép xe Quartararo và về đích ở vị trí đầu tiên trong sự sung sướng cực độ của đội ngũ kỹ thuật Repsol Honda Team. Một chiến thắng quá kịch tính của nhà đương kim vô địch. Trên màn hình là hình ảnh tay đua Marc Marquez của Repsol Honda Team, nhà tân vô địch thế giới MotoGP 2019. WM93 đã bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới trước 4 chặng đua, khiến tất cả người hâm mộ phải ngã mũ trước sức mạnh tuyệt đối của tay đua người Tây Ban Nha. Những con số, những kỷ lục liên tiếp được Marc Marquez xác lập giúp anh trở thành một trong những tay đua có thành tích ấn tượng nhất của giải đua MotoGP. Chỉ tính riêng MotoGP 2019, anh đã có đến 9 chiến thắng chặng, 5 lần đứng nhì trên bục podium và chiến thắng năm nay là chiến thắng thứ tư liên tiếp của WM93. Còn tính trong cả sự nghiệp, anh đã có đến 8 lần vô địch thế giới ở tất cả các hạng đua MotoGP, trong đó có 6 lần vô địch thế giới ở hạng cao nhất trong 7 năm anh tham gia. Những con số quá ấn tượng, Marquez gần như đang bỏ lại tất cả ở phía sau và ung dung trên ngai vàng của mình. Một lần nữa, xin chúc mừng Repsol Honda Team và Marc Marquez, nhà tân vô địch MotoGP 2019.
Sau đây là kết quả của chặng 15 MotoGP 2019. Và đây là bảng xếp hạng của các tay đua sau chặng 15 MotoGP 2019. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi những hình ảnh tổng hợp chặng 15 của giải đua xe MotoGP 2019. Và mời quý vị tiếp tục đón xem chặng 16 sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 10 lúc 13 giờ tại đường đua Stringing Motegi ở Nhật Bản và được tường thuật trực tiếp trên kênh Fox Sports với phần bình luận tiếng Việt do Honda Việt Nam tài trợ. Honda Việt Nam tự hào tài trợ đội đua Repsol Honda Team từ năm 2016.